thằng Tôm nó có bầu hả con? Gì vậy mẹ? Con mới nói con bồ của thằng Tôm có bầu. Liệu luôn vậy đó. Con bồ nó có bầu là sao? Là sao? Có nghĩa là chuyện sự tình nó xảy ra như thế nào? Con làm mẹ rối quá vậy? Là kể mẹ nghe coi. Kể phải không? Ừ. Bây giờ con sẽ kể cho mẹ nghe, nhưng với điều kiện mẹ phải cho con mượn tiền mua cái túi sách mới. Con kể cho. Ê dạ. Đánh hoài. Hở là đánh à. Không thể chấp nhận nổi con gái con rối gì. Tối ngày đi làm ăn cái kiểu gì 7-8 giờ tối mới về nhà, gọi điện về ăn cơm, không bao giờ ăn cơm với gia đình. Nói là con bắt đi làm tiền mày để đâu mà không mua được nổi cái túi sách mà mày phải đi mượn mẹ. Giờ mẹ không cho mượn phải không? Ừ. Mượn thôi. Trời ơi, cái chuyện có bầu ghê nha. Mẹ không giỡn mặt nghe chưa? Kể đi rồi tính sao? Cho mượn không? Tính sao? Cho mượn không? Cho. Đó. Tối hôm qua con xuống phòng Tôm. Con tính nhờ nó sửa giùm con cái móc túi sách. Cái xong con nghe nó nói chuyện điện thoại mẹ. Nó nói với nhỏ đó hả? Nó nói cưng lắm vậy nè. Cái gì mà cứng? Sao? Em có bị ngán không? Thôi, rồi em thèm gì? Để anh mua anh đem qua, anh dâng cho em ăn. Trời ơi, cái giọng tao nói nó ngọt mà như má mực mà nó rước vào tai vậy đó. Chính tai con nghe luôn à. Chính tai con nghe. Trời ơi, chuyện động trời như vậy đó hả? Trời ơi, thấy ghê không? Chi mấy bữa ha. Làm vậy tốt bụng với tôi lắm. Nó nói với mẹ sao phải không? Mẹ ơi ăn phở không? Để con mua cho mẹ tô phở nghe. Trời ơi, nhiều khi á, nó mua cho nhỏ đó, cái xong rồi sẵn mua cho mẹ luôn. Mà giờ được. Nào giờ mẹ chưa được ăn ké phải không? Bây giờ tao nó mà cưới nhỏ nó về phải không? Hằng ngày nó mua cho nhỏ nó, mẹ được ăn ké dài dài. Cái mày nhá. Đánh hoài. Mày lo cho em mày đi kìa ha. Con gái con lứa gì tao giờ này không ai hốt hết, vô duyên quá đi. Giờ mẹ lo muốn chết đây này, làm sao đi hả con? Gọi điện cho nó liền cho mẹ. Trời ơi, gọi cái gì? Bây giờ mẹ gọi á. Nó mới vừa vô công ty ba làm, dễ gì nó về. Với gọi đi. Nó gọi, mẹ có gọi nó cũng về đâu. Trời ơi, bầu bì tới cùng quá là cưới thôi chứ có cái gì đâu mẹ. Cưới cái gì mà cưới? Biết như thế nào mà cưới? Thôi, đơn bác sĩ đưa rồi, phải cưới chứ. Vậy đó. Tôm à, đi về nhà gấp. Nhanh lên. Đi về họp gia đình, gọi ba về luôn. Còn họp cái gì nữa? Con bồ mày nó có bầu chứ gì nữa? Hả? Ai có bầu? Dạ, con có bầu. Hả? Mày. Sao kỳ cục vậy? Ba mẹ dạy con làm sao? Đi ra ngoài ăn chơi như thế nào để hậu quả như vậy đó hả con? Mất mặt cả cái gia đình này. Bà nội nữa. Còn bao nhiêu bạn bè của bà nội nó để mặt bà nội để đâu? Cái gì vậy? Bình tĩnh chút đi con. Mẹ tức quá mẹ ơi. Cái này á, nhiều khi là nó di truyền từ cha nó. Giống như là lịch sử mà lặp lại á. Ủa, lịch sử lặp lại là sao vậy nội? Bây giờ mình phải tìm cách giải quyết. Chứ bây giờ mẹ nói chỉ mấy cái chuyện mà xưa lắc xưa lơ vậy. Nhất là mày nữa. Bây giờ mày muốn ý mày muốn làm sao? Chứ đâu phải mày làm xong xuôi rồi mày về đi ngồi mày ngồi nữa mày kể. Mà cái vụ đó thì sao? Dạ thưa nội. Hả? Thưa ba mẹ. Tại cái vụ đó là thật sự là tụi con không có biết trước để đề phòng. Tụi con chưa làm bao giờ luôn á. Mà bữa đó say quá. Tụi con vừa khó vừa có lần dính luôn. Trời ơi, dùng từ kìa thấy ghê không mẹ? Bây giờ là chuyện nó vậy rồi, giờ mình gỡ nha. Nha. Gì mình mẹ? Mình giải quyết. Bây giờ con nhìn nó đi, nó đâu có phải con nít đâu. Bây giờ mẹ cứ để nó nói tiếp đi. Dạ. Giờ con bị. Bị gì? Bị bí. Rồi sao? Bà nội mẹ cứu con. Anh nghe rõ ràng nó dùng từ luôn. Bà nội mẹ. Bà nội với mẹ cứu con. Không có quá đi mẹ ơi. Mẹ nói rồi, tụi nó lớn rồi, đứa nào nó cũng lớn hết trơn rồi đó. Nó làm, nó chịu trách nhiệm. Nhưng mà nó còn ở trong gia đình chung với mình thì mình giúp nó giải quyết, được không? Hở là la ha. Quá trời. Nhìn đi. Nè, nói với nó đó. Hôm nay qua nhà mình, gặp gia đình mình, cho nó trình bày chuyện sao rồi tính tiếp. Dạ con biết rồi. Để con hỏi thử Đan Thanh có rảnh không? Dạ chắc rảnh đó mẹ.